Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Mưa xối xả liên tục tại thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên kể từ hôm thứ Sáu đến nay đã khiến 33 người trong thành phố thiệt mạng, 10 người mất tích và khoảng 1,32 triệu người bị ảnh hưởng. Hôm nay, 320.000 người đã được di rời khẩn cấp ở 3 quận và 1 quận của thành phố Ba Trung. Đây là trận lụt lớn nhất ở huyện Bình Xương kể từ năm 1847. Mưa lớn bắt đầu rơi ở Tứ Xuyên vào tối ngày thứ Sáu. Mực nước sông Khúc Giang, sông Bạch Hà và một số phụ lưu dâng cao. Phóng viên của chúng tôi đã liên lạc với một người bị mắc kẹt ở thị trấn Bạch Y, huyện Bình Xương vào lúc 4 giờ chiều ngày Chủ nhật. Anh ấy cùng với hơn 30 người khác đã bị mắc kẹt trong một tòa nhà bỏ hoang từ 9 giờ sáng. Anh Trương ở thị trấn Bạch Y, huyện Bình Xương cho biết mọi người vẫn đang chờ được giải cứu. Anh Trương cho biết có 4 hoặc 5 đứa trẻ và một em bé. Bây giờ chúng tôi đang ở trong một trung tâm y tế cũ, một ngôi nhà bỏ hoang. Nó tương đối cao, thực tế là bữa trưa chúng tôi chưa ai ăn gì cả. Người dân cho biết phố cổ Bạch Y bị ngập tới 3 hoặc 4 tầng và về cơ bản tất cả các ngôi nhà đều bị ngập. Theo kiểu blog của phóng viên thời báo Bắc Kinh, cảnh sát từ văn phòng quận Bá Trung, Bá Châu đã gửi một bức thư riêng nói rằng con đường đến huyện Bình Xương đã bị chia cắt và không có đủ thuyền xung kích để cứu trợ. Anh Trương nói, vẫn chưa có giải cứu, vẫn còn một số gia đình không kịp sơ tán nên bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình và những ngôi nhà bị mắc kẹt đã bị ngập lụt. Bây giờ thì không chắc chắn liệu họ có khả năng sống sót hay không, bởi vì có người già, trẻ em và phụ nữ mang thai. Một người Tứ Xuyên làm việc tại Bắc Kinh đã gọi điện cầu cứu giới truyền thông từ trưa ngày Chủ nhật. Mẹ, vợ cùng các con anh và hơn 20 người bị mắc kẹt trên nóc một tòa nhà trên đường Tân Nam, thị trấn Hán Thủy có thể sập bất cứ lúc nào. Anh ấy đã gọi điện cho đồn cảnh sát và cảnh sát nói rằng có quá nhiều người bị ngập lụt và không thể giải cứu được. Khi anh cầu cứu báo chí một lần nữa, đã 8 giờ trôi qua, điện thoại của mẹ anh không còn nữa. Anh đã gửi ảnh của hai đứa trẻ với hy vọng được giải cứu. Chúng tôi ở đây, hy vọng rằng tất cả những người bị lũ lụt bao vây sẽ được giải cứu an toàn. Kính thưa quý vị, sông Hoài Hà ở miền đông Trung Quốc bị ngập lụt có nguy cơ vỡ bờ bao, khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Lũ lụt nghiêm trọng đã tấn công khoảng một nửa Trung Quốc vào mùa hè này, giết chết hàng trăm người trong mùa mưa nguy hiểm nhất trong lịch sử gần đây. Thiên tai, chủ yếu là lũ lụt, đã giết chết hơn 800 người trong năm nay. Gần đây, mưa bão và lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở Vân Nam. Chính quyền đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp độ 4 vào lúc 18 giờ chiều ngày thứ Năm. Từ ngày thứ Năm đến Chủ nhật, lũ lụt nghiêm trọng, sạt lở đất và lở núi đã xảy ra ở tỉnh Vân Nam và Hồng Hà, Chiêu Thông, Lâm Thương, Đức Hồng, Phổ Nhĩ và những nơi khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tính đến nay, hơn 300.000 người đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 100 triệu nhân dân tệ. Điều này được hiểu rằng lũ lụt hiện tại vẫn đang tiếp diễn. Mưa lớn và lũ lụt gần đây ở Trùng Khánh và Sơn Đông đã ảnh hưởng đến hơn 6,8 triệu người và khiến 74 người thiệt mạng. Lượng mưa lớn quét qua toàn bộ tỉnh Sơn Đông từ Tây sang Đông, gây thương vong và thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, trong đó Tế Nam và Thanh Đảo bị thiệt hại nghiêm trọng. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến công tác kiểm soát lũ ở tỉnh Sơn Đông bị thắt chặt. Tính đến 8 giờ sáng ngày Chủ nhật, tổng số 13 hồ chứa vừa và lớn trên địa bàn tỉnh đã vượt mực nước giới hạn trong mùa lũ và 6 trong số hồ đã mở cổng xả lũ. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh An Huy đã thông báo rằng các tuyến kè dọc theo sông Hoài Hà đã bị ngập trong nước dâng cao trong thứ Sáu, sẽ trải qua một cuộc thử nghiệm lớn và tình hình kiểm soát lũ lụt và chống lũ lụt ở Hoài Hà sông vẫn còn rất nghiêm trọng. Theo người phát ngôn Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh An Huy, do mực nước dòng chính sông Hoài Hà liên tục dâng cao, trong thời gian dài đã làm suy yếu khả năng chống lũ của kè, nguy cơ sạt lở bờ kè ngày càng cao. Tính đến 15 giờ chiều ngày thứ Bảy, tổng cộng 517 đoạn kè nguy hiểm đã xảy ra ở lưu vực sông Hoài Hà thuộc tỉnh An Huy, tăng 15 đoạn so với ngày hôm trước. Tất cả các đoạn kè có nguy cơ nguy hiểm đã được xử lý một cách hiệu quả. Các dự báo cho biết mưa lớn sẽ tiếp diễn ở phần lớn Trung Quốc vào cuối tuần này, bao gồm lưu vực sông Hoài Hà. Hơn 1 triệu người đã phải sơ tán ở các tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô do sông Hoài Hà xả lũ. Hiện chưa có thương vong nào được báo cáo. Người phụ trách văn phòng lãnh đạo phòng chống lũ lụt và hạn hán của Bộ Nông nghiệp cho biết, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp đã khẩn trương phân bổ quỹ cứu trợ thiên tai sản xuất nông nghiệp cho 7 tỉnh bị hạn hán và lũ lụt nghiêm trọng, bao gồm Cát Lâm, Liêu Ninh, Giang Tô, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Hồ Bắc và Hà Nam với hơn 50 triệu nhân dân tệ. Chính phủ Trung Quốc hôm thứ Sáu thông báo, lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc trong 2 tuần qua đã khiến gần 600 người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế hàng chục tỷ nhân dân tệ. Theo Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc cho biết, Quảng Tây đã hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn và mực nước sông ở một số khu vực dâng cao nhanh chóng. Trong số đó, thành phố Ngô Châu, thành phố Hướng Bình và các quận như Triệu Bình, Nam Bình và Tương Châu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
mực nước sông Tây Giang ở thành phố Vũ Châu đã vượt quá mực nước cao nhất năm 1998. Tuần qua, Huệ Châu, Thiều Quan, Thanh Viễn, Hà Nguyên và những nơi khác ở tỉnh Quảng Đông có mưa xối xả đến mưa to. 400 năm mới có một lần mưa lớn cục bộ. Do mưa lớn liên tục, dòng chảy lũ ở lưu vực sông Tây Giang đã đạt mức tối đa kể từ năm 1998. Nhiều nơi ở thành phố Ngô Châu, Tây Giang bị ngập vài mét, đỉnh lũ đang tiến về tỉnh Quảng Đông. Ngoài ra, khu vực trung tâm Giang Tây, khu vực phía nam tỉnh Chiết Giang và khu vực phía bắc tỉnh Phúc Kiến lần lượt có mưa lớn, gây ra thiên tai nghiêm trọng. Trong tuần qua, 6 tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông và Quảng Tây bị lũ lụt khiến ít nhất 97 người thiệt mạng và 41 người mất tích. 3 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến bị ảnh hưởng nặng nề nhất. 1,5 triệu người ở những khu vực này buộc phải di rời khẩn cấp và dân số bị ảnh hưởng lên tới 16,68 triệu người. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 11 tỷ nhân dân tệ. Trong 2 tuần qua, số người chết vì lũ lụt và lở đất ở Trung Quốc đã lên tới 536 người. Thiệt hại kinh tế do lũ lụt ở Trung Quốc năm nay lên tới 20,5 tỷ nhân dân tệ. Tại thành phố Ngô Châu, Quảng Tây, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, mái những ngôi nhà dọc sông Tây Giang đã bị ngập và người dân chỉ có thể di chuyển lên tầng trên cùng của các tòa nhà cao tầng hoặc khu đất cao. Hiện thành phố Ngô Châu chưa có thống kê chính xác về số người chết, nhưng theo người dân địa phương, do nhiều người già không chịu ra khỏi nhà nên ước tính những người già này đã tử vong. Mực nước sông Tây Giang hiện đang đạt mức cao nhất trong 200 năm qua và vẫn đang tiếp tục tăng. Do sông Tây Giang là dòng chính của sông Chu Giang, tỉnh Quảng Đông đã đưa ra kế hoạch ứng phó cấp 1 để kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai trên sông Tây Bắc. Tại tỉnh Phúc Kiến, ít nhất 50 người thiệt mạng và 18 người mất tích do lũ ở sông Vân Giang. Một chiếc xe buýt ở tỉnh Phúc Kiến bị nước lũ cuốn trôi. Dịch vụ đường sắt Bắc Kinh - Cửu Long từ Bắc Kinh đến Hồng Kông đã bị gián đoạn do lở đất ở tỉnh Quảng Đông. Cục Đường sắt Quảng Đông tuyên bố rằng không thể nối lại hoạt động của đường sắt Bắc Kinh - Cửu Long ở tỉnh Quảng Đông trong tương lai gần. Mỗi mùa hè đến, lũ lụt và hạn hán đồng loạt xảy ra ở Trung Quốc. Trong khi lũ lụt ở miền Nam tràn lan, hạn hán nghiêm trọng đang lan rộng ở tỉnh An Huy. Nhiệt độ ở Bắc Kinh gần 40 độ C vào thứ Năm. Lũ lụt đã tấn công một trường tiểu học ở tỉnh Hắc Long Giang trong tháng này, khiến 117 người thiệt mạng, trong đó có 105 học sinh. Một lý do quan trọng khiến lũ lụt tấn công ngôi trường này là các khu rừng xung quanh đã bị rút đi nghiêm trọng. Trong 25 năm qua, thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất ở Trung Quốc là vào năm 1998. Số người chết vì lũ lụt ở miền Trung và Đông Bắc vào năm đó lên tới 4.150 người. Giới chức Trung Quốc cho biết, do mưa lớn ở phía Đông Nam, mực nước sông Tây Giang và Mân Giang dâng cao, 100.000 cư dân ở Vũ Châu, Quảng Tây đã phải sơ tán trong đêm. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết mực nước tại trạm kiểm soát sông Tây Giang chảy qua Ngô Châu, Quảng Tây đã tăng lên 25,74m vào thứ Ba, cao hơn 8m so với mức cảnh báo. Toàn bộ thành phố Ngô Châu bước vào tình trạng khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt. Cư dân gần bờ sông đã sơ tán trong đêm. Cư dân ở vùng trũng thấp vội vã đến những nơi cao hơn để sơ tán. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng ra chỉ thị, yêu cầu chính quyền các cấp làm tốt công tác phòng chống lũ lụt, phòng chống thiên tai địa chất, đồng thời chú trọng an toàn hồ chứa, tăng cường công tác dự báo thời tiết, hệ thống trực ban, ứng phó khẩn cấp. Tại tỉnh Quảng Tây, nơi lũ lụt được báo cáo là tồi tệ nhất, các quan chức địa phương cho biết có 24 người chết trong lũ lụt và 23 người mất tích. Tính đến sáng thứ Tư, 50.000 ngôi nhà bị hư hại, 320.000 hecta cây trồng bị hư hại và thiệt hại kinh tế lên tới 1,6 tỷ nhân dân tệ. Cũng tại tỉnh Phúc Kiến, 12 người được cho là đã thiệt mạng, trong đó 5 người bị chôn sống do sạt lở đất và 5 người khác đang mất tích. Tại tỉnh Quảng Đông, 10 người đã thiệt mạng và hơn 500.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Kính thưa quý vị, theo thống kê mới nhất của Tân Hoa Xã cho biết, có 88 người thiệt mạng và 73 người mất tích do thiên tai mưa lớn ở Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu và Tân Cương trong tuần qua. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, hơn 200.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét, gần 70.000 tòa nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp của thảm họa lên tới 2,47 tỷ nhân dân tệ. Báo cáo dẫn lời Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết các tỉnh Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu và Tân Cương lần lượt hứng chịu mưa lớn kể từ ngày 4 ngày qua gây ra lũ quét, lở đất và lở núi với mức độ nghiêm trọng khác nhau. Thiệt hại nặng nề nhất là tỉnh Hồ Nam, 50 người chết, 42 người mất tích. Riêng tỉnh Hồ Nam có 203.000 người phải sơ tán khỏi nơi ở đến khu vực an toàn. Hệ thống viễn thông, giao thông, nước sinh hoạt bị cắt đứt. Các quan chức của Bộ Nội chính Trung Quốc cho biết, Sở Nội chính tỉnh Hồ Nam đã khẩn trương phân phát gạo, nước uống và các đồ cứu trợ khác cho những người dân bị ảnh hưởng. Tân Hoa Xã cũng đưa tin, tại huyện Tân Điều, tỉnh Hồ Nam, lượng mưa 301mm đã đổ xuống trong 24 giờ. Các tòa nhà bị sập và nước lũ cuốn trôi nhiều người trong khi còn đang ngủ. Thiên tai ở Tứ Xuyên và Quý Châu đã có báo cáo về thương vong. Ở Tứ Xuyên có 15 người chết và 11 người mất tích. Ở Quý Châu có 27 người chết.
5 người mất tích và 140 người bị thương. Nhiều cơ quan ban ngành của chính quyền Trung ương Trung Quốc đã thành lập một nhóm công tác chung dưới sự chỉ huy của Bộ Nội vụ để thực hiện công tác cứu trợ thiên tai và phòng chống bệnh tật. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại. Như thông tin trước đó mà các phương tiện truyền thông quốc tế đăng tải, tân Tổng thống Philippines là ông Marcos Jr. đã có chuyến thăm Trung Quốc. Chuyến đi đã được nước này đánh giá cao và nhiều tờ báo cho rằng Marcos đã ngả theo Bắc Kinh. Tuy nhiên, mới đây, trên trang Baidu cho đăng tải bài viết về kịch bản không mấy suôn sẻ trong quan hệ hai bên. Báo Trung Quốc tố cáo rằng họ đã bị Marcos Jr. trở mặt sau khi đạt được những thỏa thuận về Biển Đông, đặc biệt là dự án khai thác dầu khí chung. Trở mặt ngay sau khi sang Trung Quốc, Marcos Jr. nói Philippines sẽ tiếp tục phản đối và Trung Quốc sẽ phải thay đổi hành vi. Đó là tiêu đề đã được trang Baidu đăng tải. Tờ này viết, Tổng thống Philippines Marcos Jr. đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc vào đầu tháng 1 và bày tỏ rằng Philippines sẵn sàng tiếp tục xử lý thỏa đáng các vấn đề hàng hải thông qua tham vấn hữu nghị. Sau chuyến thăm Trung Quốc, Marcos Jr. lại bắt đầu lật mặt như thể đang cố lấy lòng Mỹ bằng những hành động thiết thực. Báo Trung Quốc cay cú tố, tờ này đã dẫn tin, theo CNN, Marcos giờ chỉ trích Trung Quốc vì đã gây ra xung đột giữa Trung Quốc và Philippines vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn, Marcos tuyên bố rằng Trung Quốc là bên cần phải hành động. Philippines đã không gửi các tàu của lực lượng phòng vệ hàng hải đến nơi mà Philippines coi là lãnh hải của Trung Quốc hoặc vùng biển quốc tế. Các tàu này đều ở trong lãnh hải Philippines, nhưng Trung Quốc đang theo dõi các tàu đánh cá của Philippines. Marcos Jr. cũng tuyên bố rằng Philippines sẽ tiếp tục đưa ra các phản đối ngoại giao. Trong chuyến thăm Trung Quốc vào đầu tháng 1, Marcos nói rằng ông rất coi trọng quan hệ Trung Quốc-Philippines và mong muốn tăng cường hợp tác song phương. Marcos Jr. hứa sẽ giải quyết các vấn đề hàng hải thông qua tham vấn hữu nghị, đồng thời cho biết để tránh hiểu lầm và ngăn tình trạng leo thang, ông đã đề nghị với các nhà lãnh đạo Trung Quốc tăng cường mức độ liên lạc giữa Trung Quốc và Philippines. Marcos Jr. cũng tiết lộ rằng Trung Quốc đã đồng ý với đề xuất của ông và hai bên đang thảo luận các chi tiết cụ thể. Chưa đầy một tháng trước khi kết thúc chuyến công du Trung Quốc, Marcos Jr. đã nhanh chóng đưa ra lập trường cứng rắn về vấn đề Biển Đông, tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ phải thay đổi hành vi của mình. So với chính quyền Duterte, kể từ khi Marcos Jr. nắm chức vào tháng 7 năm ngoái, Philippines đã có thái độ cứng rắn hơn trong vấn đề Biển Đông, thậm chí có ý định khơi lại cái gọi là kết quả trọng tài Biển Đông lâu nay vẫn chưa được công bố và đã bị chính quyền Duterte ném vào xó rác. Tuy nhiên, xét về tình hình hiện tại, Marcos Jr. không nên quay lại con đường phối hợp với đội chiến lược của Hoa Kỳ dưới thời Aquino III, kích động vấn đề Biển Đông và phá hoại quan hệ Trung Quốc-Philippines. Bài báo đưa ra những lời dằn mặt. Tờ này tiếp tục, như chúng ta đã biết, Hoa Kỳ đã cố gắng hết sức để gây bất hòa giữa Trung Quốc và các nước láng giềng trong những năm gần đây. Trả lời phỏng vấn với CCTV trong chuyến thăm Trung Quốc, ông Marcos Jr. nói rằng tranh chấp Biển Đông là vấn đề giữa Trung Quốc và Philippines nên được đàm phán. Giữa Trung Quốc và Philippines, sự can thiệp của Hoa Kỳ sẽ chỉ làm mọi thứ rối tung lên. Tương lai của khu vực châu Á-Thái Bình Dương phải được giải quyết bởi khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos vừa qua, khi được hỏi về vấn đề Biển Đông, Marcos Jr. đã cho rằng tình hình Biển Đông khiến cho ông mất ngủ hàng đêm và ông phải tiếp tục chú ý tìm hiểu và ứng phó. Marcos Jr. cũng chỉ ra rằng Trung Quốc và Philippines chỉ có khác biệt về vấn đề Biển Đông. Philippines, Trung Quốc và Mỹ đều không muốn xảy ra chiến tranh ở khu vực này vì nó tác động đến thương mại Philippines. Trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ đang cạnh tranh gay gắt, các nước Đông Nam Á lâu nay vẫn là mục tiêu tranh giành chia rẽ của Mỹ, trong đó Philippines từ lâu đã là đầu cầu của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và tất nhiên, họ cũng đã bị Hoa Kỳ gây áp lực lôi kéo mạnh mẽ. Marcos Jr. cho rằng, dù hiện nay quan hệ Trung Quốc và Mỹ tương đối căng thẳng, nhưng Trung Quốc và Mỹ vừa cạnh tranh vừa hợp tác. Do đó, Philippines không thể chọn phe giữa Trung Quốc và Mỹ. Marcos đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ông sẽ không phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ hay Trung Quốc, mà chỉ phục vụ lợi ích của Philippines. Khác với đường lối chính trị rõ ràng thân Trung Quốc và chống Mỹ dưới thời chính quyền Duterte, Marcos Jr. kêu gọi Philippines duy trì sự cân bằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
đồng thời duy trì quan hệ ngoại giao tốt đẹp với cả Trung Quốc và Hoa Kỳ. Chính vì điều này, sau khi Marcos Jr. lên nắm quyền, Philippines đã nhanh chóng xích lại gần Mỹ, đồng thời giữ cho quan hệ Trung Quốc-Philippines không bị hạ nhiệt. Báo Trung Quốc đã kết luận, các bạn thân mến, truyền thống chính trị gia đình trong nền chính trị Philippines đã ăn sâu bén rễ và gia đình Tổng thống Philippines đương nhiệm Marcos Jr. đã có mối quan hệ sâu sắc với Hoa Kỳ. Cha của Marcos Jr. là Ferdinand Marcos, là Tổng thống tại vị lâu nhất của Philippines trong hai thập kỷ. Trong thời gian sau khi ông cầm quyền, kinh tế Philippines phát triển trì trệ, nạn tham nhũng nghiêm trọng dẫn đến sự đối lập giữa chính phủ và phe đối lập, mất đi sự ủng hộ của quần chúng. Cùng với việc chính quyền Digan mất đi sự ủng hộ, cuối cùng ông đã ra đi trong một cuộc binh biến năm 1986. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, quân đội Hoa Kỳ đã cung cấp cho Marcos và các thành viên gia đình này máy bay trực thăng để họ trốn thoát, trong đó có Marcos Jr. Nhìn lại lịch sử kể từ khi nổ ra chiến tranh Tây Ban Nha-Hoa Kỳ năm 1898, Philippines đã trực tiếp nằm dưới ách đô hộ của Hoa Kỳ gần một nửa thế kỷ. Sau đó, Hoa Kỳ và Philippines ký hiệp định vô thời hạn Mỹ-Philippines, hiệp ước phòng thủ chung vào năm 1951 và liên minh quân sự vẫn hiện diện, vẫn tương đối ổn định. Xét cho cùng, Hoa Kỳ đã hoạt động ở Philippines hơn một thế kỷ. Vì vậy, ở Philippines đã có những nhóm lợi ích thân Hoa Kỳ rất lớn và việc Marcos xích lại gần Hoa Kỳ sau khi lên nắm quyền là điều hợp lý. Trên thực tế, mà Marcos Jr. không phải là lực lượng thân Mỹ nhất trong cục diện chính trị hiện nay ở Philippines, mặc dù ông ta đã bắt đầu cải thiện quan hệ Mỹ-Philippines kể từ khi nhậm chức, nhưng rõ ràng ông ta vẫn chưa hợp tác với một loạt ý đồ chiến lược của Mỹ để kiềm chế Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Khi chiến tranh lạnh bắt đầu kết thúc, áp lực đối với Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đột ngột giảm bớt, cộng với chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy ở Philippines. Mỹ và Philippines cuối cùng đã chấm dứt căn cứ quân sự của Mỹ hiện diện tại nước này. Hiệp định năm 1991, đồng thời quân đội Mỹ cũng rút khỏi căn cứ Hải quân Vịnh Subic, căn cứ không quân Club. Nhưng sau đó, Mỹ và Philippines đã ký hiệp định lực lượng thăm viếng và hiệp định hỗ trợ hậu cần lẫn nhau lần lượt vào năm 1998 và 2002. Theo hiệp ước, quân đội Mỹ có thể sử dụng phương thức luân chuyển để đóng quân tại Philippines, nhưng không được phép đóng lâu dài. Trong những năm gần đây, cơ sở của Mỹ ngày càng có tiếng nói lớn hơn trong việc tăng cường sự hiện diện của mình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và Philippines một lần nữa trở thành mục tiêu của Mỹ khi Hoa Kỳ và Philippines xích lại gần nhau hơn kể từ khi Marcos nhậm chức và tần suất các chuyến thăm cấp cao song phương ngày càng tăng. Có thông tin cho rằng Philippines đã đồng ý mở thêm 5 cơ sở quân sự cho Hoa Kỳ và quân đội Hoa Kỳ sẽ tìm cách trở lại căn cứ hải quân Vịnh Subic. Từ khá lâu, các thành viên ASEAN, trong đó có Philippines, đã cam kết thoát khỏi bóng đen của chiến tranh lạnh, tránh rơi vào vòng xoáy đối đầu giữa các phe. Mới đây, Marcos đã trả lời phỏng vấn truyền thông, cho biết việc cho phép quân đội nước ngoài đóng quân trên lãnh thổ Philippines là vi phạm hiến pháp Philippines. Tuyên bố của Marcos được thế giới bên ngoài diễn giải là nói rằng ông sẽ khởi động lại hai căn cứ quân sự cũ của quân đội Mỹ là Vịnh Subic và căn cứ không quân Club. Tuy nhiên, theo Marcos, Philippines sẽ được củng cố hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Philippines cũng đang được thảo luận giữa các bên. Nhìn chung, Marcos vẫn sẽ chọn duy trì sự trung lập, cân bằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ và sẽ không ngã hoàn toàn về phía Hoa Kỳ. Về an ninh quân sự, Philippines sẽ tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ nhưng không mở lại các căn cứ quân sự quy mô lớn như Vịnh Subic, căn cứ không quân Club. Dưới sức ép từ Trung Quốc, có lẽ họ sẽ muốn Mỹ hạn chế can dự vào Biển Đông. Về vấn đề trên biển, ngay cả khi Trung Quốc và Philippines có bất đồng về Biển Đông, chính phủ Marcos chắc chắn vẫn phải cố gắng tránh xung đột để đảm bảo rằng hai bên có thể xử lý đúng đắn các vấn đề hàng hải thông qua tham vấn hữu nghị, bác bỏ sự can thiệp của các thế lực bên ngoài, tránh bị ảnh hưởng bởi các tiếng ồn bên ngoài, theo như những gì mà báo Trung Quốc luôn mong muốn và cố ép buộc các nước kèm theo. Theo giờ địa phương, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức buổi meeting ở bang New Hampshire và Nam Carolina. Đây là sự kiện đánh dấu khởi động chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump trong cuộc đua giành chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng năm 2024. Phát biểu trước đám đông cử tri tại cuộc họp thường niên của Đảng Cộng Hòa bang New Hampshire ở thị trấn Salem, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chắc nịch động lực của mình trong cuộc đua giành chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng lần thứ ba. Ông Donald Trump nói, khi tôi tuyên bố tranh cử, mọi người bảo ông ấy không vận động tranh cử đâu. Nhưng tôi đã nói, tôi có tận 2 năm cơ mà.
họ bảo ông ấy không tổ chức meeting, không vận động tranh cử, khéo ông ấy quên bước này rồi. Tôi không quên, tôi đang giận dữ và quyết tâm hơn bao giờ hết. New Hampshire và Nam Carolina nằm trong nhóm 4 bang đầu tiên tổ chức vòng bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng Hòa để chọn ứng viên ra tranh cử, nên các bang này có tầm ảnh hưởng lớn với những ứng viên muốn chạy đua vào Nhà Trắng. Trong cuộc meeting, ông Trump nói tới các vấn đề đáng chú ý hiện tại như xung đột Nga-Ukraine. Cựu lãnh đạo Mỹ cho rằng nếu mình tiếp tục tại nhiệm thì chiến sự giữa Nga và Ukraine đã chẳng xảy ra, và nói nếu giờ trở lại Nhà Trắng, ông có thể kết thúc cuộc xung đột trong vòng 24 tiếng. Ông Donald Trump cho biết, cách xử lý của tôi đã giúp chúng ta tránh được chiến tranh và xung đột. Trước đây, tôi đã nói với các bạn rằng khi tôi còn cầm quyền, xung đột Nga-Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra. Kể cả bây giờ, tôi có thể giải quyết xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ. Những gì đã xảy ra thật khủng khiếp. Rất nhiều thành phố bị tàn phá, đó là hàng triệu nạn nhân. Nhiều thành phố bị bom đạn san thành bình địa. Bên cạnh đó, ông Trump cũng nhắc lại những chủ đề nổi bật trong chiến dịch tranh cử lần trước, như vấn đề người nhập cư trái phép và đối phó với Trung Quốc. Ông cũng nhấn mạnh nhiều vấn đề xã hội như quyền của con người chuyển giới và giáo trình về chủng tộc trong trường học. Cuộc bầu cử năm 2024 là cơ hội duy nhất để cứu đất nước của chúng ta, và chúng ta cần một nhà lãnh đạo sẵn sàng làm điều đó. Chúng ta cần một chiến binh sẵn sàng đứng về phía cánh tả, lên tiếng chống lại tình trạng bè phái, giới truyền thông hay chính quyền ngầm. Đứng lên vì nước Mỹ, đó là những gì chúng tôi muốn. Khác với những cuộc meeting với hàng nghìn người tham gia trước đây, các sự kiện của ông Trump lần này khá yên ắng. Cựu lãnh đạo Mỹ xuất hiện tại Colombia cùng Thống đốc Henry Master và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Trước khi phát biểu trước khoảng 200 người ủng hộ, cựu Tổng thống Trump từng là tâm điểm của Đảng Cộng Hòa, nhưng ngày càng có nhiều hoài nghi về khả năng ông có thể đánh bại được đương kim Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Hàng loạt thành viên Đảng Cộng Hòa cũng đang xem xét chạy đua vào Nhà Trắng, trong đó có Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, người được coi là đối thủ lớn của ông Trump. Trước đó vào tháng 11 năm 2022, ông Trump đã tuyên bố tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và đang là ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa. Còn đối thủ lớn nhất của ông Trump, Thống đốc DeSantis, chưa tuyên bố tranh cử Tổng thống. Theo một nguồn tin thân cận, Thống đốc Florida có thể sẽ quyết định ra tranh cử Tổng thống sau kỳ họp nghị viện bang vào tháng 5. Ông DeSantis được đánh giá là ngôi sao đang lên của Đảng Cộng Hòa và đã giành chiến thắng cách biệt lớn trước đối thủ của Đảng Dân Chủ khi tái tranh cử vị trí Thống đốc bang Florida hồi tháng 11 năm 2022. Thống đốc Florida năm nay 45 tuổi, trẻ hơn cựu Tổng thống Trump, hiện đã 77 tuổi. Ông cũng hoàn toàn có thể được Đảng Cộng Hòa lựa chọn khi là hình ảnh của sức trẻ để đối lập với hình ảnh Tổng thống đương nhiệm Joe Biden của Đảng Dân Chủ. Trong khi đó, ông Trump bị nhiều đảng viên Cộng Hòa cáo buộc là nguyên nhân khiến đảng này nhận kết quả không như kỳ vọng. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ hồi tháng 11 năm 2022, cựu Tổng thống Mỹ được cho là đã ủng hộ những ứng viên trung thành với ông nhưng lại có khả năng thắng cử không cao. Ông Trump chỉ trích đối thủ DeSantis. Trong chiến dịch tranh cử ở New Hampshire và Nam Carolina, cựu Tổng thống Trump đã nhắm tới Thống đốc Florida Ron DeSantis, đối thủ tiềm năng trong cuộc đua năm 2024. Kể từ tuyên bố vào tháng 11 năm 2022, cựu Tổng thống Donald Trump có chiến dịch tranh cử lần 3 với một khởi đầu mới lạ. Ông hoàn toàn không tổ chức sự kiện vận động tranh cử. Điều đó thay đổi. Ông tổ chức các sự kiện vận động tranh cử chính thức đầu tiên tại New Hampshire và Nam Carolina vào cuối tuần này. Một phần lý do được cho là những người khác đang thúc giục ông, theo Politico. Trong những ngày gần đây, cựu thống đốc Nam Carolina Nikki Haley đã có một cuộc thảo luận thân mật qua điện thoại với ông Trump. Bà gợi ý rằng sẽ sớm công bố quyết định tham gia cuộc đua tổng thống. Bà ấy gọi cho tôi và nói rằng đang xem xét quyết định. Tôi nói rằng bà nên làm điều đó. Ông Trump nói với các phóng viên, đồng thời lưu ý rằng bà Haley từng nói sẽ không tham gia cuộc đua nếu ông Trump tái tranh cử. Bà Haley chỉ là một thách thức khiêm tốn với ông Trump trong tương lai. Ông đang trên đường đối đầu với Thống đốc Florida Ron DeSantis, người được dự đoán sẽ nhảy vào cuộc đua. Cuộc đua nóng bỏng, ngày hôm qua ông Trump thể hiện sự thay đổi quan điểm mạnh mẽ nhất đối với ông DeSantis, cáo buộc Thống đốc bang đang cố viết lại lịch sử về phản ứng đối với COVID-19. Ông Trump cho biết vị Thống đốc Florida đã công khai hoài nghi về những nỗ lực của chính phủ trong việc tiêm chủng cho người dân, nhưng sau đó ông đã quảng bá vaccine nhiều hơn bất kỳ ai.
Cựu Tổng thống cũng ca ngợi các thống đốc không đóng cửa bang, lưu ý rằng ông DeSantis đã ra lệnh đóng cửa các bãi biển và kinh doanh ở một số vùng. Khi tôi nghe nói rằng ông ấy có thể tranh cử, tôi nghĩ rằng điều đó rất không trung thành, ông Trump nói. Cựu Tổng thống Trump bác bỏ các cuộc thăm dò cho thấy ông DeSantis đánh bại ông ở các bang quan trọng. Ông DeSantis sẽ không lãnh đạo. Tôi đã giúp ông ấy được bầu. Tôi là người đã chọn ông ấy, ông Trump khẳng định. Trong nhiều tháng, vị cựu Tổng thống đã ẩn mình tại khu nghỉ mát tại Palm Beach. Ông tổ chức các bữa tiệc, gửi thông điệp trên mạng xã hội Truth Social, chơi golf và vạch ra các bước đi tiếp theo. Khi tái xuất vào ngày hôm qua, ông bay đến New Hampshire trên chiếc máy bay Boeing 757 yêu thích mang tên Trump. Ông quyết tâm thể hiện mình là ứng cử viên vẫn còn sức mạnh ngôi sao, thứ đưa ông đến Nhà Trắng vào năm 2016. Sự xuất hiện của ông Trump một lần nữa đặt ra thách thức với những người muốn tham gia cuộc đua ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa năm 2024. Họ nói tôi không thực hiện các cuộc meeting, không vận động tranh cử, có lẽ tôi đã lạc hướng. Bây giờ tôi đang tức giận và cam kết hơn bao giờ hết. Ông Trump phát biểu tại một cuộc họp của Đảng Cộng Hòa New Hampshire. Năm 2020, ông Trump, đương kim Tổng thống khi đó, bước vào cuộc đua tranh cử với vị trí độc tôn. Nhưng trong cuộc đua của Đảng Cộng Hòa năm 2024, ông sẽ phải đối phó với nhiều đối thủ đáng gờm, bên cạnh bà Haley. Một cố vấn cho biết chiến dịch tranh cử của ông Trump đã tổng hợp nghiên cứu về các ứng cử viên tiềm năng. Nhưng chính cựu Tổng thống đã gạt bỏ lo ngại rằng ông có nguy cơ không đảm bảo được đề cử. Tôi thành thật không nghĩ chúng tôi vấp phải cạnh tranh trong cuộc đua lần này, ông nói. Cạnh tranh gay gắt. Trong cuộc họp tại New Hampshire, ông Trump tuyên bố Chủ tịch Đảng Cộng Hòa New Hampshire Stephen Stepanek sắp mãn nhiệm sẽ giúp giám sát chiến dịch tranh cử ở các bang bầu cử sơ bộ đầu tiên. Cùng ngày tại Nam Carolina, ông Trump nhận được sự tán thành của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đồng minh thân cận và Thống đốc Henry McMaster. Đây là một màn thể hiện sức mạnh chính trị đáng chú ý ở bang quê hương của bà Haley. Tin tốt cho Đảng Cộng Hòa là có rất nhiều người tài năng trong những năm tới, nhưng chỉ có một Donald Trump. Bao nhiêu lần bạn nghe thấy chúng tôi nói thích chính sách của ông Trump, nhưng muốn người mới. Không có chính sách nào của Trump mà thiếu Donald Trump, ông Graham nói. Nhưng Đảng Cộng Hòa ở New Hampshire bị chia rẽ khi ông Stepanek tham gia chiến dịch tranh cử của Trump. Phó Chủ tịch Pamela Tucker lại tuyển dụng tình nguyện viên cho siêu Park Ron To The Rescue, được thành lập để hỗ trợ ông DeSantis nếu ông tranh cử Tổng thống. Chúng tôi ủng hộ ông Trump, nhưng chúng tôi cũng biết rằng việc giành chiến thắng quan trọng hơn. Ông Ron DeSantis đã chứng minh điều đó hết lần này đến lần khác. Ông ấy có thể giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử, bà Tucker nói trong một cuộc phỏng vấn. Cựu Phó Chủ tịch Đảng Cộng Hòa New Hampshire Matt Marbury ủng hộ ông Trump và đã xuất hiện tại các cuộc meeting với ông. Nhưng ông cho biết vẫn chưa đứng về phía nào trong cuộc bầu cử sơ bộ đang thành hình. Hãy để tất cả họ tham gia, ông nói. Chúng tôi phải xem xét ứng cử viên có thể giành chiến thắng, thu hút cử tri độc lập và cử tri phía bên kia. Tôi nghĩ ông DeSantis phù hợp với điều đó. Nhưng tôi luôn sẵn sàng xem liệu ông Trump có thay đổi chiến thuật hay không. Walter Stapleton, một đảng viên Cộng Hòa nói, làn gió mới của ông Trump. Tại New Hampshire, đám đông reo hò vỗ tay khi ông Trump hứa hẹn sẽ ngừng tài trợ liên bang cho bất kỳ trường học nào thúc đẩy lý thuyết chủng tộc cực đoan hoặc tư tưởng giới tính cánh tả. Ông ủng hộ phụ huynh trực tiếp bầu hiệu trưởng trường học. Bài phát biểu lặp lại những chính sách mà ông đã hứa hẹn trong vài tuần qua với các vấn đề như giáo dục, bảo vệ an sinh xã hội và Medicare. Nhóm của ông Trump coi đó là cách để quay trở lại sân khấu chính trị mà không cần tổ chức các cuộc meeting. Cựu Tổng thống Trump tổ chức sự kiện tranh cử khi sự ủng hộ đối với ông đã giảm tại New Hampshire và Nam Carolina. Bất chấp điều đó, ông Trump vẫn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò quốc gia trước các đối thủ tiềm năng, bao gồm ông DeSantis, cựu Phó Tổng thống Mike Pence và các cựu thành viên nội các như Mike Pompeo và bà Haley. Nếu họ muốn, họ nên tham gia cuộc đua. Tôi có mối quan hệ tốt với tất cả, ông Trump hoan nghênh các đối thủ. Sự kiện vận động hôm vừa qua có nhiều gương mặt quen thuộc khi ông Trump còn ở Nhà Trắng, bao gồm chuyên gia truyền thông xã hội Dan Scavino, giám đốc các vấn đề chính trị Ryan Jack và Jackson Miller, cùng các cố vấn tranh cử Susie Wiles và Chris LaCivita. Chiến dịch tranh cử đã phát triển trong những tháng gần đây với một loạt nhân viên mới. Trụ sở chiến dịch được đặt tại West Palm Beach, không quá xa nhà ông Trump, tại Mar-a-Lago.
cả ông Trump và nhóm háo hức để quay trở lại với sự hối hả và nhộn nhịp ở Nhà Trắng. Chúng ta cần một tổng thống sẵn sàng chạy đua từ ngày đầu tiên và tôi đang bắt đầu chạy, ông Trump nói. Tiền tệ siêu quốc gia là ý tưởng từng thất bại, nhưng với các nước BRICS, họ giàu động lực hành động để vượt ra khỏi sự chi phối của đồng đô la. Thậm chí đây còn là thời điểm thích hợp để nói về sự xuất hiện của một cấu trúc tiền tệ được gọi là 7 ông lớn của phương Đông, bao gồm 5 nước BRICS hiện tại và 2 quốc gia tiếp theo sẽ tham gia liên minh này là Iran và Argentina. Vậy kế hoạch của họ đã khiến ông lớn Hoa Kỳ phải dè chừng như thế nào? Chúng tôi sẽ phân tích ngay sau đây. BRICS là tên gọi của một khối những nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới gồm Brazil, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Nam Phi. Tổ chức này ra đời nhằm khẳng định vị thế mới trên trường quốc tế ở nhiều góc độ. Vị thế của đồng đô la Mỹ theo nhận xét đang bị thách thức nghiêm trọng và khó lòng duy trì khả năng chi phối kinh tế toàn cầu. Chuyên gia Pepe Ecosba, người phụ trách chuyên mục của tờ báo, tờ Cutler tại Colombia đã đi đến kết luận này. Các loại tiền tệ được hỗ trợ bởi vàng và tài nguyên thiên nhiên sẽ thay thế đồng đô la Mỹ. Điều này diễn ra theo đúng kế hoạch của Moscow. Khi nhắc đến vàng và tài nguyên, chúng ta không thể không nghĩ tới Liên bang Nga. Nhà báo Escobar lưu ý rằng có 3 mẩu tin tức liên quan đến việc tạo ra một thế giới đa cực và sự sụp đổ của đồng đô la theo mong muốn của Nga. Những thông điệp này chắc chắn nên được chú ý. Đầu tiên, một trong những điểm nổi bật của sự kiện thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, đó là Bộ trưởng Tài chính Ả Rập Xê Út, ông Mohammed Al-Jadan, đã phát đi tín hiệu trong một cuộc thảo luận về việc Riyadh sẽ xem xét giao dịch bằng các loại tiền tệ khác ngoài đồng đô la Mỹ. Tin tức quan trọng thứ hai là Ngân hàng Trung ương Iran và Nga đang nghiên cứu khả năng cùng nhau tạo ra một loại tiền tệ kỹ thuật số sẽ được cố định tỷ giá bằng vàng. Các quốc gia nói trên đã lên kế hoạch sử dụng loại tiền tệ mới cho hoạt động ngoại thương để tránh phải thực hiện giao dịch thông qua đồng đô la Mỹ. Thứ ba, Nam Phi sẽ làm chủ tịch khối BRICS, nhóm các nền kinh tế mới nổi trong năm nay. Và Ngoại trưởng Naledi Pandor đã xác nhận rằng các nước BRICS thực sự muốn tìm cách vượt qua đồng đô la Mỹ, từ đó tạo ra một hệ thống thanh toán công bằng hơn, không phụ thuộc vào các nước giàu có. Như vậy, chuyên gia Escobar lưu ý năm nay sẽ đánh dấu sự khởi đầu của việc mở rộng liên minh BRICS với Algeria, Iran, Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Họ chính là những ứng cử viên đang xin gia nhập. Do vậy, sẽ ngày càng có nhiều quốc gia tìm cách thoát phụ thuộc vào đồng đô la và họ có thể tạo ra một loại tiền tệ không chỉ dựa trên vàng mà còn một phần dựa trên trữ lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của những nước tham gia. Hiện tại, Trung Quốc đã trở thành trạm trung chuyển khí tự nhiên hóa lỏng lớn của Nga sang châu Âu. Đồng thời, Ấn Độ là nhà cung cấp dầu cùng các sản phẩm tinh chế có xuất xứ từ dầu thô của Nga cho phương Tây. Cả Trung Quốc và Ấn Độ cùng với các thành viên của BRICS đang được mua tài nguyên từ Nga với giá thấp hơn thị trường và rồi họ bán lại cho châu Âu để thu lợi nhuận đáng kể một cách không chính thức. Các ngân hàng ở New York thừa nhận rằng nếu đồng tiền mới của các nước BRICS được liên kết với vàng thì đồng đô la Mỹ sẽ bị phá hủy vì nó vô giá trị và không được hỗ trợ. Không chỉ có vậy, kế hoạch ràng buộc tiền tệ với dầu mỏ và khí đốt tự nhiên dường như cũng đang thắng lợi trong mọi trường hợp. Phương tiện thanh toán mới sẽ có hậu thuẫn vững chắc, không giống tình trạng của đồng đô hiện nay. Khi hệ thống tiền tệ quốc tế Bretton Woods được tạo ra vào năm 1944, Hoa Kỳ sở hữu hầu hết số vàng của Ngân hàng Trung ương và kiểm soát một nửa GDP thế giới. Điều này trở thành cơ sở để Mỹ tiếp quản toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu, nhà báo Escobar cho biết. Tuy nhiên, ngày nay tình hình đã thay đổi, mong muốn của thế giới ngoài phương Tây là tạo ra một loại tiền tệ mới mà cuối cùng sẽ thay thế hoàn toàn đồng đô la là điều hiển nhiên. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, cuối cùng đại đa số các quốc gia ở Nam bán cầu sẽ quyết định gia nhập khối kinh tế do Nga và Trung Quốc dẫn đầu. Chúng ta biết rằng trong nhiều thập kỷ, đồng bạc xanh đã thống trị vị trí là đồng tiền dự trữ của thế giới và được sử dụng rộng rãi trong thương mại xuyên biên giới, đặc biệt là đối với các mặt hàng như dầu mỏ. Nhờ sự ổn định về giá tương đối, các nhà đầu tư sẽ xem đồng đô la như là một tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị gia tăng. Trong bối cảnh đó có những mối đe dọa mới nhất đối với vị thế của đồng bạc xanh. Sau đây chúng tôi sẽ nói sâu hơn về 5 dự án tiền tệ từ khắp nơi trên thế giới nhằm mục đích cuối cùng là làm suy yếu vị thế của đồng đô la.
Thứ nhất, Nga và Iran cân nhắc stablecoin được hỗ trợ bằng bạc. Như chúng tôi đã nói, trước đó Nga và Iran đang hợp tác phát triển một loại tiền điện tử được hỗ trợ bởi vàng. Đây là một loại stablecoin có thể thay thế đồng đô la để thanh toán trong thương mại quốc tế. Nga và Iran đang muốn phát hành mã thông báo của vùng 34 để sử dụng trong các giao dịch xuyên biên giới, với kế hoạch sẽ được đưa vào sử dụng tại một vùng kinh tế đặc biệt ở Achakhan ở miền nam nước Nga. Moscow và Tehran đã đẩy mạnh nỗ lực phi đô la hóa trong những tháng gần đây. Họ đặt mục tiêu tăng khối lượng giao dịch lên 10 tỷ đô mỗi năm thông qua các động thái như phát triển hệ thống thanh toán quốc tế thay thế cho SWIFT. Thứ hai, Brazil và Argentina lên kế hoạch đồng tiền chung. Brazil và Argentina gần đây đã thông báo rằng họ đang chuẩn bị tung ra một loại tiền tệ chung được đặt tên là SUA hay còn gọi là SAO. Đồng tiền được kỳ vọng có thể trở thành một dự án giống như đồng euro được cả Nam Mỹ chấp nhận. Các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia cho biết trong một tuyên bố chung rằng đồng tiền chung có thể thúc đẩy thương mại Nam Mỹ vì có thể tránh được chi phí chuyển đổi và sự không chắc chắn của tỷ giá hối đoái. Điều đó có thể làm xói mòn sự thống trị của đồng đô trong khu vực, do đồng bạc xanh chiếm tới 96% giao dịch giữa Bắc và Nam Mỹ từ năm 1999 đến năm 2019. Thứ ba, UAE, Ấn Độ xem xét sử dụng đồng rúp trong thương mại phi dầu mỏ. Động thái này sẽ dựa trên một hiệp định thương mại tự do được ký kết vào năm 2022 nhằm mục đích thúc đẩy thương mại không bao gồm dầu mỏ giữa hai nước lên 100 tỷ đô vào năm 2027. Theo Bộ trưởng Ngoại thương của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Thani bin Ahmed Al-Jewadi, Trung Quốc cũng đã cân nhắc về ý tưởng giải quyết thương mại phi dầu mỏ bằng đồng nội tệ, loại trừ đồng bạc xanh. Thứ tư, Trung Quốc làm suy yếu vị thế đồng đô bằng cách thúc đẩy đồng nhân dân tệ thay thế đô la trong giao dịch dầu mỏ. Động thái này có vẻ sẽ loại bỏ chế độ petrodollar được áp dụng từ những năm 1970, cơ chế mà các giao dịch dầu mỏ toàn cầu chủ yếu được thanh toán bằng đô la. Vào cuối năm ngoái, Bắc Kinh bắt đầu mua dầu thô của Nga với giá chiết khấu cao, hoàn tất các giao dịch mua bằng đồng nhân dân tệ thay vì đô la. Cơ chế này được gọi là Petro One. Với đồng bạc xanh mạnh hơn, các hợp đồng dầu mỏ dĩ nhiên sẽ trở nên đắt đỏ hơn vì các giao dịch chủ yếu được xác định bằng đô la Mỹ. Điều này cũng giải thích cho việc tại sao Trung Quốc muốn rời xa đồng đô la. Thứ năm, Nga-Trung Quốc đề xuất đồng tiền dự trữ mới. Năm 2022, Moscow và Bắc Kinh đã khởi động các cuộc đàm phán để phát triển một đồng tiền dự trữ mới với các nước BRICS nhằm thách thức sự thống trị của đồng đô la. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, vị thế của đồng đô la với tư cách là đồng tiền dự trữ chính đã suy yếu khi các ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản nắm giữ của họ sang các loại tiền tệ như đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, đồng Kona của Thụy Điển và đồng won của Hàn Quốc. Quyền bá chủ của đồng đô phụ thuộc vào quyền bá chủ toàn cầu của Mỹ, với hệ thống quốc tế đang dịch chuyển theo hướng đa cực và Mỹ không còn là quốc gia thương mại lớn nhất thế giới. Khi gặp phải đối thủ nặng ký là Trung Quốc, sức mạnh và vị thế của đồng đô có thể bị xói mòn. Tuy nhiên, nói đi thì cũng nói lại, khao khát hạ bệ đồng đô có thể khiến nhiều quốc gia gặp nguy hiểm, lịch sử đã chứng minh điều đó. Năm 2000, Tổng thống Iraq là Saddam Hussein, khi ấy tuyên bố sẽ bãi bỏ hệ thống petrodollar và thay vào đó sẽ dùng đồng euro để lượng giá bán dầu ra thị trường toàn cầu. Vào tháng 2 năm 2023, tờ The Guardian ghi nhận Iraq đã thu được lợi nhuận sau khi thực hiện thay đổi chính sách này. Không lâu sau, lấy cớ Iraq phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, Mỹ đã tiến hành chiến tranh xâm lược Iraq và lật đổ chế độ Saddam Hussein. Điều đó đồng nghĩa Iraq phải giã từ hệ thống petro-euro để trở lại hệ thống petro-dollar như cũ. Tại Libya, nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi được cho là đã bị trừng phạt và phải trả giá bằng tính mạng cũng về một đề xuất tương tự. Sinh thời, ông Gaddafi từng có kế hoạch tạo ra một đồng tiền thống nhất của châu lục đen được hỗ trợ bởi vàng dùng để mua bán dầu mỏ khai thác từ khu vực châu Phi. Trở lại với nước Nga, giả dụ mỗi ngày châu Âu vẫn nhập khẩu khoảng 40% lượng khí đốt của Nga, tương đương với mỗi ngày có từ khoảng 200 triệu đến 800 triệu euro trả cho nhà cung cấp dầu khí Nga. Vậy mỗi ngày số tiền ấy phải quy đổi sang đồng rúp của Nga và liệu có đang đe dọa quyền lực của petrodollar hay không? Dĩ nhiên là có,
và điều gì khiến Tổng thống Putin có thể lớn mặt thiết lập lại luật chơi trên thị trường tiền tệ thế giới như vậy? Nga nắm át chủ bài trong tay. Không giống như Tổng thống Iraq Saddam Hussein hay nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi của Libya, Tổng thống Putin đang có trong tay những con át chủ bài mà Mỹ phải dè chừng, bao gồm quân đội hùng hậu, vũ khí tối tân. Ngày 25 tháng 8 năm 2022, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tăng quy mô lực lượng vũ trang của Nga từ 1,9 triệu lên 2,04 triệu người. Trước đó, vào đầu tháng 3 năm 2022, trong thông điệp gửi Hội đồng Liên bang Nga, Tổng thống Putin đã công bố về các loại vũ khí mới được phát triển ở Nga, bao gồm cả những loại có thể vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Trong đó, đáng chú ý nhất là tên lửa siêu thanh liên lục địa được gắn đầu đạn Avangard, có khả năng đạt tới tốc độ gấp 20 lần tốc độ âm thanh và có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có trên thế giới. Ngày 19 tháng 3, Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinjal để phá hủy một kho vũ khí ở gần thành phố Ivano-Frankivsk ở miền Tây Ukraine. Tên lửa siêu thanh Kinjal được cho là có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng không nào nhờ di chuyển với tốc độ cực đại lên tới Mach 10, nghĩa là gấp 10 lần tốc độ âm thanh và liên tục cơ động trong suốt quá trình bay. Liệu lần trình diễn đó có phải là thông điệp mà Tổng thống Putin muốn gửi tới chính quyền ông Joe Biden, khi chính Bộ Quốc phòng Mỹ cũng thừa nhận Mỹ chưa có hệ thống phòng thủ đủ hiệu quả để ngăn chặn vũ khí siêu thanh hiện đại này của Nga? Tiếp đến là vũ khí dầu mỏ. Năm 2021, Nga xuất sang EU khoảng 155 tỷ mét khối khí đốt và bất chấp các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Hiện nay vẫn chưa có quốc gia nào thay thế được vị trí của Liên bang Nga trong hệ thống cung ứng khí đốt cho phương Tây, đặc biệt là Liên minh châu Âu. Ngay cả Ả Rập Xê Út, một thành viên chủ chốt của OPEC, cũng nhập khẩu dầu Nga để phục vụ cho các hoạt động nội địa như cung cấp năng lượng cho mạng lưới điện của nước này. Ngoài ra, những nước có khả năng cạnh tranh với Nga trong lĩnh vực dầu khí thì lại cùng trục với Nga như Iran và Venezuela. Trong khi ấy, Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước đông dân nhất thế giới lại có thỏa thuận mua dầu của Nga kéo dài tới 20-30 năm. Rõ ràng, dầu khí đã trở thành vũ khí lợi hại mà Nga có thể sử dụng để đáp trả phương Tây theo luật chơi của riêng mình. Cuối cùng, đó là đẩy mạnh đối tác với Trung Quốc. Còn nhớ rằng 20 ngày trước khi Nga bắn quả tên lửa đầu tiên vào chiến dịch quân sự vào nước láng giềng, vào ngày 4 tháng 2 năm 2022, Tổng thống Vladimir Putin được Chủ tịch Tập Cận Bình đón tiếp long trọng tại Bắc Kinh. Điểm mấu chốt trong tuyên bố chung là hợp đồng mua bán dầu khí được quyết toán bằng đồng nhân dân tệ và đồng rúp. Điều này rõ ràng là để giúp Nga né được các đòn trừng phạt của phương Tây. Tất cả nguồn khí đốt tự nhiên của Nga thay vì chảy về phía phương Tây, tức là châu Âu, thì giờ đây lại quay về phía Đông, nơi Trung Quốc đang khát năng lượng. Như vậy, một trật tự thế giới mới với Nga, Trung Quốc cũng như là BRICS dường như đang bắt đầu hình thành và thách thức vị thế của Mỹ. Vừa qua, lễ tang thiếu tá Trần Ngọc Duy, phi công hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu ở Yên Bái vào trưa ngày 31 tháng 1, đã được tổ chức theo nghi thức quân đội tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Vụ tai nạn xảy ra ngay thềm đầu năm mới, khiến ai cũng xót xa cho chiến sĩ trẻ. Rất đông người thân đồng đội của thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy đã đến viếng tiễn biệt anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Toàn cảnh tang lễ phi công Trần Ngọc Duy. Vào lúc 12 giờ 09 phút ngày hôm qua, máy bay Su-22 số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân do Đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển đã cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206. Lúc 12 giờ 27 phút, trong lúc hạ cánh máy bay đã gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Tuy nhiên sau đó, máy bay bị rơi và phi công đã hy sinh. Đại úy Trần Ngọc Duy sinh năm 1992, Phó Phi đội trưởng, Tham mưu trưởng Phi đội Phi công cấp 3 Su-22, Phi đội 1 Trung đoàn 921 Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, quê quán ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, sinh ra tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, trú tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Đại úy Trần Ngọc Duy nhập ngũ tháng 9 năm 2010, đã được đào tạo sĩ quan lái máy bay quân sự tại trường sĩ quan không quân và đã từng trải qua các nhiệm vụ chức vụ phi công phi đội 2 Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, phi công, Phó Phi đội trưởng đội 1 Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 Quân chủng Phòng không Không quân. Đại úy Duy đã bay trên các loại máy bay
YAK-52L39-SU-22. Tính đến nay, đồng chí đã có 725 giờ bay tích lũy, là phi công có nhiều kinh nghiệm với nhiều thành tích xuất sắc trong huấn luyện, chiến đấu và học tập công tác. Đồng chí được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3, Huy chương Chiến sĩ Vẻ vang hạng 3 và nhiều danh hiệu thi đua bằng khen, giấy khen các loại. Đồng chí được phong quân hàm Thiếu úy năm 2014, được thăng quân hàm Trung úy năm 2016, Thượng úy năm 2019. Năm 2021, đồng chí được thăng quân hàm trước niên hạn từ Thượng úy lên Đại úy. Ngay khi nhận tin chồng hy sinh, vợ cùng hai con nhỏ của Đại úy Trần Ngọc Duy khi đó đang trong Ninh Thuận ăn Tết cùng gia đình ngoại đã vội vã trở về. Tối ngày 31 tháng 1, không khí tang thương bao trùm trong con phố nhỏ, ánh mắt xót xa hiện lên trên từng gương mặt những người hàng xóm, nơi vợ chồng Đại úy Duy sinh sống. Nhà của Đại úy Duy cách cổng đơn vị là Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân khoảng 100m. Nhiệt độ chỉ 14 độ C, không khí tang thương lạnh giá bao trùm ngôi nhà nhỏ. Tại đây, các thủ tục đã được đồng đội, hàng xóm láng giềng chuẩn bị hoàn tất. Theo lời kể của hàng xóm, hai vợ chồng vừa mua ngôi nhà số 514 cách đây 4 tháng, sau đó sửa chữa nhà hết khoảng 200 triệu đồng, chỉ mới trước Tết Nguyên đán tổ chức ăn nhà mới. Bà Trần Thị Giờ, hàng xóm cho hay, cháu Duy nhiệt tình, thân thiện với hàng xóm lắm. Khi nghe tin cháu hy sinh, cả xóm đều thương xót vì vợ trẻ, hai con còn nhỏ quá. Ngồi một góc nhà, bà Trần Thị Ngọc Phương, 63 tuổi, bác ruột thiếu tá Trần Ngọc Duy, nén đau thương thay mặt ông Trần Ngọc Côn, bố ruột, lo chu toàn mọi việc trước khi đón cháu trai về nhà. Bà Phương kể, khoảng 15 giờ ngày 31 tháng 1, chị Võ Hoàng Minh Phương, vợ anh Duy gọi điện báo tin chồng gặp nạn tại Yên Bái. Gia đình ban đầu chỉ nghĩ anh bị thương, đang được cấp cứu, vẫn còn một tia hy vọng. Nhưng khi đơn vị thông báo, chúng tôi biết rằng tia hy vọng đó đã không còn. Bố Duy bật khóc, những người khác sốc không nên lời. Thu xếp nhanh chóng lên Yên Bái, bà Phương nghẹn ngào. Gia đình thống nhất giấu chuyện buồn với bà nội 95 tuổi, dù bà cũng phần nào cảm nhận được cháu trai gặp nạn. 22 giờ 22 phút, chiếc xe 16 chỗ chở bố mẹ vợ, vợ và hai con gái của Đại úy Duy từ sân bay Nội Bài về đến nhà phố Trần Bình Trọng, Nam Cường, thành phố Yên Bái. Bà nội và người thân bế hai cháu nhỏ, chị Võ Hoàng Minh Phương, vợ của Đại úy Duy xuống xe khóc ngất trước cổng nhà. Hai con nhỏ ngơ ngác chưa hiểu chuyện, khiến người nhà, đồng đội và người dân đến thăm hỏi không kìm được nước mắt. 23 giờ, bố đẻ của Đại úy Duy gọi điện trao đổi cùng Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 921, bày tỏ nguyện vọng được đưa ra vị trí phi công gặp nạn và hy sinh. Nguyện vọng của gia đình được chỉ huy đơn vị đáp ứng ngay lập tức. 23 giờ 25 phút, các đồng đội vẫn túc trực bên gia đình bất chấp cái lạnh. Chiếc xe chở người nhà giáp vị trí phi công gặp nạn quay trở lại. Mẹ của Đại úy Duy khóc nấc. 0 giờ, người nhà và vợ Đại úy Duy lấy lại bình tĩnh, muốn được ra bệnh viện để nhìn con. Chồng lần cuối trước khi nhập quan. Trên chuyến xe, chị Phương kể, hai vợ chồng về nhà vợ ở Ninh Thuận ăn Tết từ 24 tháng Chạp. Đây là cái Tết đầu tiên Đại úy Trần Ngọc Duy được ăn Tết trọn vẹn cùng vợ con sau 3 năm trực Tết ở đơn vị. Chị Phương nghẹn ngào. Anh Duy bay ra trước để kịp mùng 5 lên Yên Bái. Anh Duy hứa thứ 7 tới, tức 14 tháng Giêng, sẽ lên sân bay Nội Bài đón ba mẹ con. Vậy mà. Vợ Đại úy Duy nói, chồng mình từ bé đã có ước mơ làm phi công. Thuở nhỏ vì bị say xe, Duy đòi bố mẹ mua chiếc ghế xoay tập luyện, quyết tâm vượt qua và thi vào phi công. Đại úy Duy được đồng đội cho biết là người có trình độ bay rất tốt. Trước khi chuyển công tác sang Yên Bái, phi công Trần Ngọc Duy có trình độ bay giỏi khi còn học tập và thực hiện nhiệm vụ ở Khánh Hòa, Ninh Thuận. Vợ Đại úy Duy khóc và cho biết, mới đầu nghe tin em nghĩ anh Duy có thể nhảy dù và chỉ bị thương. Đến giờ vẫn không tin là Duy đã hy sinh.
Bình thường trước khi bay, anh Duy chỉ nhắn tin, bố đi bay nhé. Và do nhà gần đơn vị nên hầu như không khóa cửa. Nhưng hôm nay cửa nhà đã được khóa rất kỹ, đồng đội phải tìm khóa mãi mới thấy. Không biết những ngày sau ba mẹ con phải làm thế nào. Quá phụ 26 tuổi gạt nước mắt trong đêm trước lễ viếng chồng. Còn theo chia sẻ của bố vợ Đại úy Duy, ngày chị Phương đưa người yêu về ra mắt, ông Võ Văn Dũng nhìn chàng trai cao lớn, tin rằng có thể giao phó con gái trọn đời. Trong mắt ông, con rể ít nói, sống tình cảm, cha con hợp tính nên thường tâm sự về dự định tương lai. Biết đời binh nghiệp phi công rủi ro nhiều hơn hào quang. Ông Dũng luôn dặn dò con gái, động viên đừng để chồng buồn mà phân tâm bay không tốt. 3 năm qua, vợ chồng ông Dũng đón Tết với nhau khi con gái theo chồng từ Phan Rang ra Trung đoàn Không quân 921 ở Yên Bái làm việc cuối năm ngoái. Sau khi cất được mái nhà, chấm dứt những ngày thuê trọ, anh Duy quyết định đưa vợ con về ngoại ăn Tết. Trước khi trở về đơn vị, anh dặn bố mẹ vợ mùa hè này ra miền Bắc đi chơi một chuyến. Mùng 9 Tết, 30 tháng 1, Chít và Cam, hai con gái của Duy khi trò chuyện video qua điện thoại vẫn nhắc bố cuối tuần đón cả nhà ở sân bay Nội Bài. Cũng như con gái, khi đơn vị báo tin dữ, ông vẫn đinh ninh chàng rể đã bung được dù và chỉ bị thương. Trên đường từ Ninh Thuận ra sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa, gia đình ông mới biết Duy đã hy sinh. Người đàn ông 60 tuổi mắt thâm quầng sau đêm không ngủ nói, tôi mong muốn thu xếp hậu sự ổn thỏa cho con rể, rồi xin phép thông gia, đơn vị tạo điều kiện đưa con gái và cháu ngoại về Ninh Thuận để ông bà tiện chăm sóc. Còn kể về người em rể của gia đình, anh Võ Quốc Hùng Anh, vợ thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy, không cầm được nước mắt, hai bên chậu cúc mà chính tay Duy chọn mua để trưng Tết Quý Mão nói rồi lau nước mắt. Hai chậu cúc vẫn còn xanh tươi, nhưng người thì nay đã không còn. Nhìn hai chậu cúc vàng, tôi thấy ruột gan mình như bị sát muối, đau nhói. Nghĩ lại thấy thương cho vợ và hai con nhỏ của Duy, anh Hùng cho biết Duy là người sống cẩn thận và rất tình cảm. Dù là rể, nhưng gia đình anh Hùng xem Duy như ruột thịt. Những ngày Tết Quý Mão vừa qua, Duy còn báo tin vui với cha mẹ vợ. Do quá trình công tác tốt được cấp trên đồng đội yêu mến nên được lên chức là phi đội phó, tham mưu trưởng phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371. Lau vội những giọt nước mắt, anh Hùng cho biết Duy và em gái của anh kết hôn năm 2016 rồi sinh được hai cháu gái. Vì hoàn cảnh và sau khi chuyển công tác ra Yên Bái, nên con gái đầu của vợ chồng Duy gửi lại nhờ ông bà ngoại ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm chăm sóc. Riêng cháu nhỏ hiện 13 tháng tuổi, vợ chồng Duy bồng theo ra Yên Bái. Đến 7 giờ sáng ngày hôm sau, lễ truy điệu được tổ chức theo nghi thức của quân đội tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Lễ viếng lúc 8 giờ đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, đọc điếu văn truy điệu Đại tá Dương Quốc Thịnh, Chính ủy Trung đoàn 921 đã điểm lại cuộc đời của thiếu tá Trần Ngọc Duy. Đại tá Dương Quốc Thịnh nhấn mạnh, đây là một tổn thất vô cùng to lớn với Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không Không quân, Sư đoàn Không quân 371, Trung đoàn Không quân 921 và gia đình đồng chí thiếu tá Trần Ngọc Duy. Đồng chí thiếu tá Trần Ngọc Duy đã vĩnh viễn ra đi về cõi vĩnh hằng, để lại niềm tiếc thương vô hạn. Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không Không quân, Sư đoàn 371, Trung đoàn 921, đồng chí, đồng đội mất đi người cán bộ, đảng viên ưu tú đã được rèn luyện thử thách trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác và trong công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới. Đồng chí ra đi để lại danh thơm bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ phòng không không quân ưu tú, chung với nước, hiếu với dân, còn đọng mãi những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp của một người con hiếu thảo, giàu lòng nhân ái, thủy chung. Cũng tại lễ tang, Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan từ đại úy lên thiếu tá trước thời hạn đối với phi công Trần Ngọc Duy. Cùng ngày, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ký quyết định truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương
cũng đã ký quyết định truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho thiếu tá Duy. Tang lễ được cử hành, nhiều người không cầm được nước mắt. Trước ánh mắt rưng rưng nghẹn lời của bố đẻ thiếu tá, phi công hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là người vợ trẻ Võ Hoàng Minh Phương và mẹ đẻ của thiếu tá Trần Ngọc Duy, vẫn không tin vào sự ra đi của thiếu tá Duy. Rất nhiều người thân, đồng đội, các tổ chức đoàn thể cùng nhân dân thành phố Yên Bái đến viếng, chia sẻ mất mát với gia đình. Đến đúng 12 giờ 30 phút, lễ di quan thiếu tá Trần Ngọc Duy bắt đầu. Linh cữu được đưa về tỉnh Thái Nguyên để hỏa táng. Giấu nỗi đau vào trong, chị Võ Hoàng Minh Phương, vợ thiếu tá Duy tất bật chạy đi chạy lại giữa những niềm đau của người xung quanh. Phía trong nhà tang lễ, nơi có linh cữu của chồng chị. Còn phía ngoài sân, cô con gái lớn dường như vẫn không hiểu tại sao mẹ lại buồn đến vậy. Thỉnh thoảng chị xà xuống bên con, nói nhỏ gì đó. Con gái chỉ tựa đầu vào mẹ, tay vỗ về lên vai mẹ đang run lên. Con gái nhỏ của phi công Duy khi được bà bế đi theo linh cữu của bố, vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Đi bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt của bé, đại úy Lê Đình Thành, người bạn học, đồng đội của thiếu tá Trần Ngọc Duy bật khóc rồi đưa tay lên vỗ về bé. Đại úy Thành cho biết, thiếu tá Duy là một người rất đam mê bay, anh thường nghiên cứu các bài bay khóa mục mới. Duy có tình yêu lớn với gia đình và bầu trời. Giờ Duy ở lại với bầu trời, còn gia đình thì vắng Duy. Bên cạnh linh cữu của con, mẹ của thiếu tá Duy thỉnh thoảng lại gọi Duy ơi về với mẹ. Duy không về được với mẹ, với gia đình và đồng đội. Duy ở lại với bầu trời tổ quốc. Nhưng sự hy sinh và tận hiếu của Duy luôn nằm trong trái tim mỗi người. Từ đầu giờ chiều, tại nhà tang lễ An Lạc Viên thuộc Nghĩa Trang Liệt Sĩ Dốc Lim, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, gia đình và đồng đội hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi đón linh cữu thiếu tá Trần Ngọc Duy. 16 giờ 20 phút, linh cữu được đưa về nhà tang lễ An Lạc Viên để hỏa táng. Các công tác chuẩn bị được hoàn tất, đồng đội thực hiện nghi thức thu cờ tổ quốc, chuẩn bị đưa linh cữu đi hỏa táng. Những người thân và đồng đội đau xót xếp hàng đi vòng quanh quan tài, nhìn phi công Duy lần cuối. Bà Vũ Thị Thúy, 49 tuổi, nhìn mặt con trai lần cuối bật khóc. Duy ơi, về với quê rồi con ơi. 20 giờ cùng ngày, cho cốt của thiếu tá Trần Ngọc Duy được đưa về nhà riêng. Tại đây, ngày hôm qua, lễ truy điệu diễn ra vào lúc 11 giờ 30 phút. Lễ an táng diễn ra lúc 13 giờ tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ Dốc Lim, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thưa quý vị, thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy hy sinh không còn nữa là một tổn thất lớn đối với vợ con, gia đình, người thân và đồng đội nói riêng, và cũng là mất mát lớn đối với quân đội nhân dân Việt Nam nói chung. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và đồng đội của thiếu tá Trần Ngọc Duy. Mong mọi người sẽ mạnh mẽ, sớm vượt qua được nỗi mất mát to lớn này. Xin được thắp nén hương lòng tiễn biệt đồng chí. Tết âm lịch vừa mới trôi qua được mấy ngày, toàn dân Việt Nam lại nhận được một tin rất buồn. Đó chính là việc máy bay cường kích Su-22 đã bị rơi, khiến cho một phi công thiệt mạng. Đây là một thông tin rất tồi tệ và chúng tôi mong muốn được chia sẻ nỗi đau với gia đình và đơn vị của phi công xấu số. Tin cho hay, máy bay Su-22 của Trung đoàn Không quân 921 gặp nạn khi đang hạ cánh ở sân bay Yên Bái. Phi công Trần Ngọc Duy đã hy sinh trưa ngày 31 tháng 1. Đây là một đoạn video được lan truyền trên mạng, chưa được xác minh, ghi lại khoảnh khắc được cho là Su-22 đã bị rơi và phát nổ. Qua video, chúng ta có thể thấy phi công đã phóng ghế thoát hiểm, nhưng rất có thể do ở độ cao quá thấp, dù không bung nên đã không qua khỏi. Cụ thể, vào lúc 12 giờ 09 phút, chiếc Su-22 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không Không quân do Đại úy Trần Ngọc Duy cất cánh bay huấn luyện. Trong lúc hạ cánh, Su-22 đã gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng đã cố cứu máy bay. Đến 12 giờ 27 phút, Su-22 rơi, phi công hy sinh. Theo thông tấn quân sự, Đại úy Duy, 31 tuổi, trú tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Anh là phi đội phó, tham mưu trưởng phi đội 1 Trung đoàn Không quân 921,
Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không Không quân và các đơn vị liên quan khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân tai nạn, thăm hỏi động viên, làm công tác chính sách đối với Đại úy Duy và gia đình. Gần 5 năm trước, máy bay Su-2 số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921 xuất phát từ sân bay Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa, bay huấn luyện thường kỳ đã gặp tai nạn trên vùng trời Nghệ An. Hai phi công đã hy sinh. Phi công là một nghề nguy hiểm, đặc biệt là phi công quân sự. Trong cả ngàn người mới có thể chọn ra được một người đầy đủ tiêu chuẩn để đào tạo. Tuy nhiên, tai nạn trong huấn luyện là không thể tránh khỏi. Cho dù là Việt Nam hay các cường quốc số 1 thế giới khác, máy bay mới hay cũ đều có thể gặp sự cố trong quá trình bay mà chúng ta không thể lường trước được. Tuy nhiên, Su-22 hiện nay được xem là loại máy bay già cỗi mà nhiều nước đã loại biên từ lâu. Các vụ tai nạn thường xuyên xảy ra cũng biến nó trở thành quan tải bay, thay thế cái tên MiG-21 trước kia. Có lẽ không thể chờ đợi được nữa, Su-22 sẽ phải được thay thế trong thời gian sớm nhất và ngừng bay để đảm bảo an toàn cho các phi công. Máy bay chiến đấu Su-22 là phiên bản xuất khẩu máy bay Su-17 do Liên Xô cũ phát triển từ những năm 1960, dựa trên thiết kế máy bay Su-7, Su-17 và Su-20. Hình dạng cánh cụp, cánh xòe cho máy bay khả năng cơ động và phạm vi hoạt động cao hơn. Với tải trọng chiến đấu nặng hơn, Su-22 đã được tối ưu hóa cho khả năng bay tốc độ cao ở tầm thấp. Trong đó, Su-22M4 Fighterka là máy bay tiêm kích ném bom siêu âm một chỗ ngồi, một động cơ được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất bằng vũ khí dẫn đường và không dẫn đường cũng như để trinh sát trên không. Trong một phạm vi hạn chế, máy bay cũng có thể được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu trên không. Trong dòng máy bay Su-22, đây là phiên bản hoàn hảo nhất, được trang bị tốt nhất cho các hoạt động chiến đấu trong điều kiện tầm nhìn hạn chế. Ban đêm, nó cũng được trang bị ghế phóng K-36D được sử dụng cho MiG-29 và Su-27. Su-22M3K được thiết kế để huấn luyện nâng cao. Máy bay tấn công mặt đất mạnh mẽ này là vũ khí linh hoạt trong lực lượng không quân của Liên Xô trong rất nhiều năm và được xuất khẩu rộng rãi sang các quốc gia như Iraq, Afghanistan, Syria, Ba Lan và một số quốc gia khác. Liên Xô cũ và nước Nga kế thừa sau này đã sản xuất khoảng 2.200 chiếc Su-17, Su-20 và Su-22. Trong bối cảnh năm 1979, do nhu cầu cần có một loại máy bay chiến đấu đa nhiệm với tầm bay dài, vừa có thể không chiến, vừa có thể tấn công mặt đất để làm trợ cho bộ binh. Việt Nam đã được Liên Xô viện trợ một số máy bay tiêm kích bom Su-22M UM. Sau khi số Su-22M UM trong đợt viện trợ đầu tiên ngừng hoạt động, đầu năm 1989, Trung đoàn Không quân 937 đã tiếp nhận những chiếc Su-22M4 đầu tiên, biến thể được sản xuất cuối cùng của dòng máy bay Su-22 với những cải tiến đáng kể trong hệ thống điện tử, bao gồm hệ thống ngắm bắn quang học Klein 54 trong mũi. Hiện tại, Không quân Việt Nam đang có trong biên chế với số lượng rất lớn các máy bay tiêm kích bom phiên bản Su-22M, Su-22UM3K, Su-24M4. Theo một số báo cáo của nước ngoài, trong đó có cả tài liệu nghiên cứu về nền quốc phòng Việt Nam của giáo sư Kirk Taylor, trong năm 1998, Việt Nam đã có hợp đồng với Nga để sửa chữa, tăng hạn sử dụng 54 chiếc Su-22M4. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIGRI cho biết thêm, trong năm 2005, Việt Nam đã mua lại từ Cộng hòa Séc 5 chiếc Su-22 và sang năm 2006 tiếp tục mua 8 chiếc từ Ukraine. Những máy bay này hầu hết thuộc biến thể 2 chỗ ngồi. Su-22M3K đã được nâng cấp bổ sung khả năng tác chiến trên biển. Ngoài ra còn có nhiều thông tin cho biết, trong năm 2005, Việt Nam đã ký hợp đồng mua lại 40 chiếc Su-22 đã qua sử dụng từ Ba Lan. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có báo cáo nào khẳng định thương vụ trên và không rõ Việt Nam đã nhận được bao nhiêu chiếc Su-22 từ phía đối tác này. Do vậy, có thể tạm tính rằng, tính đến thời điểm năm 2006, Không quân Việt Nam đã có trong biên chế tất cả 67 chiếc Su-22. Tuy nhiên, từ đó đến nay đã có 4 vụ tai nạn xảy ra rất nghiêm trọng với Su-22. Su-22 có chiều dài cánh xòe là 13,68m, cánh cụp là 10,02m, tải trọng cất cánh tối đa là 19 tấn. Cường kích này có thể bay với vận tốc tối đa 1.400 km/h trên biển và 1.860 km/h ở độ cao lớn, trần bay 14.200m, tầm bay 1.150 km khi tấn công và 2.300 km khi tuần tiễu. Với bán kính chiến đấu 360 km khi bay thấp
và 630 km bay cao khi mang theo 2,2 tấn vũ khí. Phần lớn các phiên bản Su-22 chỉ do một phi công điều khiển, trừ cấp phiên bản huấn luyện như Su-22U có 2 chỗ ngồi. Hiện chỉ có một số quốc gia còn sử dụng cả cường kích Su-22, bao gồm Angola, Libya, Siberia và Việt Nam. Nhiều quốc gia đã loại biên hoàn toàn hoặc chỉ giữ lại một số cường kích này trong kho. Câu hỏi đặt ra lúc này, nếu loại biên hết cùng lúc số lượng Su-22 như vậy, thì đâu sẽ là cái tên mà Việt Nam có thể nhắm tới trong việc mua sắm trong tương lai? Thời gian trước, chúng ta đã thấy video ghi lại khoảnh khắc máy bay huấn luyện JAC-130 ném bom mục tiêu trên biển. Hiện tại, trong biên chế không quân Việt Nam có 12 máy bay loại này và mục đích của nó có thể hướng tới việc đảm nhiệm một phần nào đó vai trò công kích Su-22. Tuy nhiên, JAC-130 vẫn chưa đủ khả năng để đảm bảo có thể thay thế được Su-22, dẫu cho chúng ta có thể mua cùng lúc với số lượng lớn vì đơn giá của nó cũng rất phải chăng. Cho nên, cường kích Su-34 của Nga sẽ là mục tiêu khả thi trước mắt nếu chúng ta biên chế 12 chiếc Su-34, cùng với đó là 12 hoặc 24 chiếc JAC-130 là đủ để thay thế toàn bộ 60 chiếc Su-22 giả cỗi này. Su-34 là máy bay tấn công mặt đất tối tân của Nga, được phát triển bởi cục thiết kế Sukhoi bắt đầu từ những năm 1980. Về tính năng, kỹ chiến thuật, Su-34 được thiết kế để tiêu diệt tấn công các loại mục tiêu trên mặt đất và mặt biển. Nó có khả năng tiến công đơn lẻ hoặc theo nhóm trong mọi điều kiện thời tiết, cũng như các điều kiện chiến trường. Ngoài ra, việc sử dụng khung sườn chung với Su-27 đem lại khả năng tự vệ không đối không đáng gờm cho loại máy bay này. Trái tim của Su-34 là hai động cơ tua bin phản lực lớn mạnh Starter 31F, có buồng đốt tăng lực cho lực đẩy tối đa 27.500 ft. Su-34 có thể đạt tốc độ bay lên tới 1.900 km/h ở độ cao lớn và 1.100 km/h ở độ cao thấp. Bán kính chiến đấu có thùng dầu phụ là 1.100 km, không có thùng dầu phụ là 600 km. Su-34 có trọng lượng cất cánh bình thường là khoảng 38,2 tấn, tối đa là 44,3 tấn. Nó có thể mang theo cùng lúc 8.000 kg vũ khí trên 12 điểm cứng dưới cánh và thân máy bay. Su-34 sử dụng được hầu hết các loại vũ khí tấn công chiến thuật hoặc chiến lược của Nga như tên lửa đối đất AS-13-18 King Bronze, tên lửa chống radar AS-14 Kedji, AS-17 Clinton, tên lửa chống hạm KH-35 Uran và tên lửa chống hạm tầm xa KH-41 Mokhit, tên lửa hành trình tầm siêu xa Raduga KH-55, bom chùm RBK-500 và SBED. Về vũ khí không chiến, ngoài tên lửa trận đấu tầm ngắn R-73, Su-34 còn được trang bị tên lửa không đối không tầm xa R-77, được dẫn đường bằng radar. Ngoài tên lửa, Su-34 còn được trang bị một súng máy 30mm GSH-31 như phiên bản Su-27, Su-30 để không chiến tầm gần. Với sức mạnh vượt trội, một Su-34 có thể làm nhiệm vụ cùng lúc của 4 chiếc cường kích Su-22 trong biên chế của Không quân Việt Nam. Cho nên việc mua 12 chiếc và kết hợp với JAC-130, nó có thể thay thế toàn bộ Su-22 mà Việt Nam đang sở hữu.